Chương trình xây dựng bộ cẩm nang công nghệ sản xuất điện của Việt Nam nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch (DEPP) giai đoạn 2017-2020. Chương trình bao gồm 3 hợp phần được triển khai bằng vốn ODA từ chính phủ Đan Mạch trị giá 3 triệu đô la Mỹ. Tại hội thảo khởi động xây dựng cẩm nang công nghệ sản xuất điện Việt Nam, Lãnh đạo cục điện lực và năng lượng tái tạo Bộ Công Thương cho biết, hợp phần đầu tiên của DEPP do cục năng lượng Đan Mạch phối hợp với cục điện lực và năng lượng tái tạo thực hiện nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam hướng đến quy hoạch ngành năng lượng dài hạn với 4 tiểu dự án bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu, dự báo nhu cầu, xây dựng kịch bản phát triển năng lượng điện và cung cấp trang thiết bị điện phần cứng, phần mềm nhằm xây dựng mô hình điện toán trong năm vừa qua đan mạch đã hỗ trợ bộ công thương thực hiện báo cáo triển vọng năng lượng chương trình hỗ trợ xây dựng cẩm nang công nghệ sản xuất điện của việt nam sẽ là một trong những hợp tác đầy triển vọng tiếp theo giữa hai nước một khi hoàn thành sẽ cung cấp nhiều thông tin phục vụ dữ liệu đầu vào cho cộng đồng hoạch định chính sách và bên liên quan trong quá trình xây dựng quy hoạch điện lâu dài cho việt nam